chào các con đời. Chúng ta gặp nhau nữa rồi nè. Mở màn tin nổi bật hôm nay sẽ có gì cho các bạn? Quyền phải Saudi Arabia đánh giá thấp bóng đá Việt Nam. Cựu tiền đạo Saudi Arabia, ông Bai Al-Jazari cho rằng Việt Nam tiến bộ những năm gần đây, nhưng vẫn là đội yếu ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Ở trận đấu cách đây 20 năm, lẽ ra chúng tôi thắng Việt Nam đậm hơn, ông Bai Al-Jazari nói trong cuộc phỏng vấn với báo Saudi Arabia, Al Jazeera. Lúc đó, Saudi Arabia gồm toàn ngôi sao, còn Việt Nam rất tệ. Họ không có cầu thủ nào đáng chú ý, thể hình thấp bé. Họ nhìn chúng tôi với sự ngưỡng mộ. Khi được hỏi trình độ của đội tuyển Việt Nam hiện tại, ông Bai Al-Jazari nhận xét, họ đã tiến bộ, không còn yếu toàn diện như xưa. Họ chỉ thua 0-1 trước Nhật Bản và 2-3 trước Trung Quốc. Nhưng, họ vẫn là đội bóng ở trình độ thấp, thể hiện qua vị trí cuối bảng. Saudi Arabia phải tận dụng tốt cơ hội này để kiếm thêm 3 điểm và bước lên trước các đối thủ bám đuổi. Italy phải đá play-off giành vé dự World Cup. Italia để tụt tấm vé trực tiếp dự vòng chung kết World Cup 2022 vào tay Thụy Sĩ sau khi bị Bắc Ireland cầm hòa với tỷ số 0-0 ở lượt trận cuối bảng C vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu. Trong suốt 90 phút tranh tài, nhà vô địch Euro 2020 không thể nào khoan thủng được mảnh lưới của đối phương. Tấn công tệ, hàng phòng ngự của Italia cũng chơi không tốt khi liên tục mắc lỗi vị trí. Nếu như các tiền đạo của Bắc Ireland không phung phí cơ hội, có lẽ Italia đã bị thủng lưới trước. Chung cuộc, Italia bị Bắc Ireland cầm hòa với tỷ số 0-0. Kết quả này khiến Italia đánh mất ngôi đầu bảng C vào tay của Thụy Sĩ. Kết thúc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, Thụy Sĩ giành tấm vé trực tiếp dự vòng chung kết World Cup 2022. Trong khi đó, Italia đi vào vết xe đổ của Bồ Đào Nha và Nga, khi phải tranh vé bước để có thể góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Mẹ của Ronaldo, trước khi chết, mẹ muốn thấy con trở lại Lisbon. Theo Marca, Ronaldo có thể lên kế hoạch ra đi vào mùa hè tới, một khi tình hình của đội bóng không thay đổi. Với một cầu thủ giàu tham vọng như CR7, việc Man United thi đấu sa sút không thể gặt hái danh hiệu là điều khó chấp nhận. Và mới đây, đồng đội của Real Madrid, Antonio Aydın đã nói với tờ Record của Bồ Đào Nha rằng anh hy vọng Ronaldo sẽ trở lại thành phố Lisbon và tái gia nhập Sporting, nơi anh đã bắt đầu sự nghiệp quần đùi áo số trước khi anh giải nghệ. Aydın tiết lộ, Ronaldo là một cỗ máy ghi bàn với niềm đam mê bóng đá mạnh liệt. Sẽ thật tuyệt vời nếu anh ấy có thể trở lại Sporting. CR7 là một người con của câu lạc bộ và tôi chắc chắn anh ấy đang nghĩ đến việc quay về. Sẽ đến lúc anh ấy khoác áo Sporting trở lại. Bản thân Ronaldo cũng không loại trừ khả năng trở lại quê hương Bồ Đào Nha sau khi được mẹ anh thúc giục trở lại Sporting vào đầu năm nay. Mẹ Ronaldo, bà Dolores Alviro chia sẻ với podcast Engenao, Ronaldo phải trở lại Sporting. Nó phải về đây vì tôi. Ronaldo thích xem các trận đấu của Sporting. Tôi đã nói với nó rằng, con trai, trước khi chết, mẹ muốn thấy con trở lại Sporting Lisbon. Đội tuyển Việt Nam chốt danh sách đấu Saudi Arabia, Việt Anh Thái Thanh Bình. Huấn luyện viên bắt chước danh sách 23 cầu thủ cho trận đấu với Saudi Arabia. Nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ đưa ra một sự thay đổi duy nhất ở vị trí của Việt Anh. Người thay cho cầu thủ của câu lạc bộ Hà Nội là Nguyễn Thanh Bình. Ông Bắc thường xuyên có sự hoán đổi cho hai cầu thủ trẻ này ở những lần quốc danh sách cuối cùng. Thanh Bình và Việt Anh đều là các hậu vệ trẻ của đội U23 và được quy hoạch cho SEA Games sắp tới tại Việt Nam. Minh Vương chưa thể trở lại sau chấn thương từ tháng trước. Có lẽ ông Bắc sẽ vẫn giữ bộ khung như trận đấu với Nhật Bản. Trận đấu giữa hai đội sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình, bóng lăn lúc 19 giờ. Sân bóng sẽ đón 12.000 khán giả như ở trận gặp Nhật Bản. Đây sẽ là trận đầu tiên của giai đoạn lượt về. Huấn luyện viên Bắc và các học trò vẫn giữ quyết tâm cũng như khát khao có điểm số đầu tiên dù gặp nhiều áp lực sau 5 trận thua liên tiếp. Tuyển Indonesia triệu tập vũ khí, lợi hại cao gần 2m chuẩn bị AFF Cup 2020. Liên đoàn bóng đá Indonesia PSSI đã công bố danh sách 26 cầu thủ được gọi tham gia đợt huấn luyện của tuyển quốc gia ở Thổ Nhĩ Kỳ, chuẩn bị cho AFF Cup 2020 vào đầu tháng tới. Một trong những cái tên đáng chú ý trong danh sách là trung vệ người Anh, 19 tuổi, gốc Indonesia, Elkan Bagot, người có chiều cao 1,96m. Sự góp mặt của trung vệ cao gần 2m này hứa hẹn sẽ là một vũ khí lợi hại trong những pha không chiến của tuyển Indonesia tại AFF Cup 2020 khởi tranh từ ngày 5 tháng 1-2, nơi mà họ nằm cùng bảng B với nhà vô địch Việt Nam, Malaysia, Lào và Campuchia. Khởi đầu căng thẳng, đẳng cấp lên tiếng ATP Finals. Djokovic khởi động chiến dịch ATP Finals 2021 bằng cuộc đối đầu với tài năng trẻ Casper Ruud. Tay vợt người Na Uy đang có những tiến bộ vượt bậc trong thời gian gần đây và điều đó được thể hiện ngay trong game đấu đầu tiên. Nồm chỉ hơi mất tập trung trong một vài tình huống bóng và cái giá phải trả là sớm mất break vào tay Casper Ruud. Những pha phòng thủ lì lợm giúp tay vợt người Serbia dần lấy lại thế trận và đòi lại điểm break ở game đấu thứ 6 của set 1. Djokovic đã có tới 2 cơ hội kết thúc set đấu ở game chính nhưng không tận dụng thành công. Tưởng như set 2 sẽ tiếp tục hấp dẫn như set 1 nhưng kịch bản lại đi theo hướng hoàn toàn khác. Djokovic sớm có điểm break ngay ở game đấu đầu tiên khiến Casper Ruud mất tinh thần. Tay vợt này tỏ ra nóng vội và tiếp tục mất điểm break trong game thứ 5, tạo được lợi thế quá lớn.
Djokovic không bỏ lỡ kết thúc set đấu với tỷ số 6-2 qua đó, giành chiến thắng chung cuộc 2-0 trước Gavrilov. Cảm ơn các bạn đã đến và lắng nghe bản tin của chúng tôi. Hẹn gặp các bạn bản tin chiều nay nhé!